Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tối 14 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tạm giữ Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1991, trú ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm để điều tra làm rõ hành vi chém vợ cũ và một người khác bị thương. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, do mâu thuẫn trong việc nuôi con nên trường chém vợ cũ là chị NTMH và chị NTTH, bạn của vợ cũ, khiến hai người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, trường đến công an phường Tây Mỗ đầu thú. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm hung khí tấn công một phụ nữ ở khu đô thị thuộc phường Tây Mỗ. Áo của người phụ nữ trong clip có một vùng màu đỏ loang kèm theo sự sợ hãi là hét. May mắn, một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh và một cô gái trẻ bất chấp nguy hiểm đến can ngăn. Nhờ vậy, nạn nhân có cơ hội chạy thoát. Đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ với hành động côn đồ của người đàn ông giữa khu đô thị. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi sát hại người, cần xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng dành lời khen về sự dũng cảm của cô gái và người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh kịp thời ngăn chặn, cứu được tính mạng của người phụ nữ. Nhận được thông tin, công an phường Tây Mỗ có mặt tại hiện trường, phối hợp đội điều tra tổng hợp công an quận nam từ liêm điều tra nguyên nhân vụ việc hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm nguyễn xuân trường theo quy định pháp luật